Biden tuyên bố xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn quyết định. Ukraine bác lệnh ngừng bắn của Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng xung đột Nga-Ukraine đang bước vào giai đoạn then chốt và Mỹ sẽ làm mọi thứ để có thể hỗ trợ cho Kiev. Hiện giờ, cuộc chiến ở Ukraine đang ở giai đoạn quan trọng. Chúng ta phải làm mọi thứ có thể để giúp cho Ukraine đối phó đà tiến công của Nga, Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong một cuộc họp chính phủ ngày 6 tháng 1. Chủ nhân Nhà Trắng cho biết thêm, chiều nay, tôi đã có cuộc thảo luận sâu với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, các đồng minh và các đối tác châu Âu về Ukraine. Rất nhiều nước có chung quan điểm với chúng ta. Ông Biden đề cập đến quyết định gần đây của Washington về việc cung cấp các xe chiến đấu bộ binh Bradley và hệ thống phòng không Patriot nhằm giúp cho Ukraine tăng cường năng lực quân sự. Những khí tài này sẽ hỗ trợ đáng kể cho Ukraine, người đứng đầu chính phủ Mỹ nói. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre hôm qua đã thông báo Mỹ sẽ cấp gói viện trợ mới trị giá khoảng 3 tỷ USD dành cho Ukraine. Gói viện trợ này bao gồm xe chiến đấu bộ binh Bradley, xe bọc thép chở quân, tên lửa phòng không Sea Shepherd, lựu pháo tự hành. Mỹ là quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Kiev kể từ xung đột Nga-Ukraine nổ ra từ hồi cuối tháng 2 năm ngoái. Quan điểm của Washington là sẽ tiếp tục cung cấp trang thiết bị, khí tài, giúp cho Ukraine giành ưu thế trên chiến trường, từ đó có vị thế tốt nhất trên bàn đàm phán. Giới chức Đức trong tuần này cũng ra thông báo sẽ chuyển khoảng 40 xe chiến đấu bộ binh Marder và một tổ hợp phòng không Patriot cho Ukraine. Trong khi đó, Pháp cam kết gửi các xe tăng bánh lốp trong thời gian tới. Các nước này cũng hỗ trợ binh sĩ Kiev vận hành những khí tài, trang thiết bị nói trên. Dự kiến, thời gian huấn luyện sẽ kéo dài vài tuần. Kiev cho rằng sau hàng loạt cuộc tập kích quy mô lớn, kho tên lửa của Nga đã cạn kiệt đáng kể. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Redyko đánh giá, Nga hiện chỉ còn 19% dự trữ tên lửa chiến lược chính xác cao, khoảng 78% tên lửa chiến thuật, 12% máy bay không người lái, được cho là mua từ Iran. Moscow cũng chỉ còn khoảng 9% tên lửa Kalibr và 11% tên lửa đạn đạo Iskander và một số lượng nhất định tên lửa hành trình, tên lửa S-300. Trước đó, giới quân đội Ukraine dự đoán Nga chỉ còn đủ tên lửa cho hai cuộc tập kích diện rộng nữa và bắt đầu tăng cường sử dụng máy bay không người lái. Trong khi đó, Sergei Chemezov, người đứng đầu tập đoàn công nghệ quốc phòng Nga Rostec, đầu tháng này cho biết các nhà máy sản xuất thiết bị quân sự nước này đang hoạt động hết công suất trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt. Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục bác bỏ lệnh ngừng bắn của Nga. Đồng thời, Kiev cho rằng Moscow chuẩn bị huy động thêm 500.000 quân cho chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ Jack Reed và một thành viên của Ủy ban này, Thượng nghị sĩ Al Krukin, tại Kiev hôm 6 tháng 1. Trong cuộc họp, Tổng thống Zelensky cho biết ông coi đề xuất ngừng bắn trong 36 giờ của Nga là một sự thao túng mà đối phương cố gắng che giấu các kế hoạch và ý định quân sự thực sự của mình. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5 tháng 1 đã ra lệnh cho quân đội Nga tuân thủ lệnh ngừng bắn tạm thời dọc theo toàn bộ ranh giới giữa các bên ở Ukraine. Lệnh ngừng bắn dự kiến sẽ kéo dài từ trưa ngày 6 tháng 1 đến nửa đêm ngày 7 tháng 1 nhân dịp lễ Giáng sinh của người chính thống giáo. Tổng thống Zelensky tỏ ra hoài nghi về lệnh ngừng bắn của Nga, cáo buộc Moscow đang tìm cách sử dụng lệnh ngừng bắn để tập hợp lại lực lượng ở vùng Donbass, miền đông Ukraine.